Hello, xin chào tất cả quý vị, các cô chú anh chị và các bạn. Chúng ta đã thấy rằng là những câu chuyện liên quan đến cái vấn đề 331. Ở trong cái thời gian vừa qua thì câu chuyện đó nó có khá nhiều, ví dụ như là câu chuyện của tỉnh Thất Bồng Lai, câu chuyện của sư Nguyễn Phương Hằng, câu chuyện của luật sư Trần Văn Sĩ, Hàn Ni, thầy Đặng Anh Quân và những trợ lý của sư Nguyễn Phương Hằng, nó là liên quan thôi. Nè, của vấn đề 331 thì chỉ có vài nhân vật chính thôi. Cái mà chúng ta thấy rằng ở trong những cái câu chuyện 331 như thế này, ở thời điểm nó đã là nhạy cảm rồi thì lại có những người là muốn nó đi xa hơn. Cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi câu chuyện của tỉnh Thất Bồng Lai hay là tất cả những câu chuyện liên quan đến drama? Drama của tỉnh Thất Bồng Lai thì nó cũng na ná liên quan đến drama của sư Nguyễn Phương Hằng, bởi vì nó cũng có những cái đấu tố qua lại. Nhưng giờ thì chúng ta càng thấy cái sự nguy hiểm nó lên cao trào. Đó là trên trang cá nhân của mình, ở trên cái kênh YouTube của mình, luật sư Đào Kim Lân đã đưa ra những lời nói nghe rất là ghê gớm. Ở đây nó tiến gần đến cái điều 331 hơn bao giờ hết. Chúng ta đã thấy rằng là các cơ quan chức năng của huyện Đức Hòa cũng như tỉnh Long An đã phải cố gắng như thế nào trong những vụ án. Nhưng trước hết, xin mời cô chú anh chị và các bạn hãy nghe những gì Đào Kim Lân nói. Bây giờ tôi thách họ đó, tôi dùng từ thẳng luôn, công an Long An hiện nay đang bị một vấn đề rất là nghiêm trọng, bởi vì đã vu khống cho người ta tội loạn luân, và việc này không thể nào im lặng được. Đây là tội ác, vì ông Võ Văn Thắng, vì bảo vệ danh dự, vì bảo vệ uy tín ông ấy, bảo vệ sự an toàn ấy, họ đã vu khống những người trong Thiền Am là loạn luân, và cho tới bây giờ họ vẫn cố tình không thừa nhận sai trái đó. Đó là điều quan trọng nhất. Và nếu như cái tội loạn luân này không chứng minh được thì tôi nói chắc chắn một điều, các những người nào, những cán bộ chiến sĩ mà liên quan đến vụ này phải trả một giá rất đắt. Đây nó đã lan truyền đến toàn thế giới rồi, không phải chỉ còn trong một cái địa bàn Đức Hòa hay Long An đâu, cũng không phải là một cái lời nói nhỏ qua lại đâu. Họ đã dám lên báo, họ làm như vậy, họ dung túng cho những cái bọn cặn bã dám giả mạo cái văn bản giám định ADN. Đây không phải là chuyện diễn chơi. Còn vụ Hồ Phước Lợi thì chắc chắn họ phải biết họ làm gì. Nhưng cái chuyện mà dù như vu khống chụp mũ lừa đảo 31 cái gì đó thì xin lỗi, nó cũng vớ vẩn, nó nhỏ đâu vậy. Nhưng tội loạn luân mới là lớn. Đặc biệt là có lời phát biểu của một vị lãnh đạo công an tỉnh. Cái lời phát biểu đó của báo chí nó làm cho nâng tầm cái giá trị cái nguồn tin đó lên. Trong cái cuộc chiến này chúng tôi vừa phải đấu pháp lý với họ, chúng tôi phải khiếu nại các tờ báo đã ra tin đó, và trên mạng xã hội này bằng mọi giá tôi phải rửa sạch cái chuyện đó. Và cái đó tôi làm điều tốt, mà chúng tôi bảo vệ cho người dân, cho thân chủ chúng tôi, đảng và nhà nước, cán bộ chiến sĩ, ngay cả cán bộ công an nên. Rồi, cô chú anh chị và các bạn đã nghe Đào Kim Lân nói chưa ạ? Ông ta đã đưa ra những lời thách thức hết là rất là nguy hiểm khi nhắm vào cái câu chuyện của công an huyện Đức Hòa cũng như tỉnh Long An. Chắc là cơ quan chức năng sẽ phải làm chặt chẽ vấn đề này. Theo Tam TV thiết nghĩ thì cơ quan chức năng sẽ làm cái vấn đề lụm lon và lừa đảo của cha con Lê Tùng Vân. Nếu như nó đủ cơ sở thì hy vọng các cơ quan chức năng sẽ làm một cách chặt chẽ và đưa ra trước ánh sáng để cho cha con Lê Tùng Vân cũng như những người ủng hộ cho cha con Lê Tùng Vân biết được cái điều gì. Và đây có lẽ cũng là một trong những lý do, nguyên nhân mà Thanh Trần đăng lên cái tab cộng đồng là những luật sư không có liên quan đến kênh YouTube của Đào Kim Lân không muốn liên quan và cũng không liên quan đến những phát ngôn của Đào Kim Lân, đúng không ạ? Đào Kim Lân đã nói trong rõ trong video của chú các chị và các bạn đã nghe đó, thách thức cơ quan chức năng liên quan đến những vấn đề của cha con Lê Tùng Vân, và cũng nói rõ là na ná cái vấn đề là 331 của cha con Lê Tùng Vân hay là vấn đề 331 chỉ là quy trục mà giống như kiểu là cơ quan chức năng chèn ép vu khống cho cha con Lê Tùng Vân. Không hiểu rằng là Đào Kim Lân càng ngày càng đi quá giới hạn như vậy thì mục đích của ông ta là gì? Nhưng cái điều mà chúng ta có thể thấy rất rõ là trong câu chuyện đấy, liên quan đến vấn đề này thì bản thân Đào Kim Lân đang có những cái nhắm vào kể cả những cá nhân cụ thể cũng như là lãnh đạo của cơ quan chức năng huyện Đức Hòa cũng như là tỉnh Long An. Như vậy không biết là các cơ quan chức năng xem xét như thế nào nếu như những điều mà Đào Kim Lân nói có phải là vi phạm liên quan đến 331 hay không.
và ông ta có đang vu khống cho những người làm việc trong các cơ quan chức năng của nhà nước hay không. Xin thưa với tất cả cô chú anh chị và các bạn, trong tất cả cái drama liên quan đến Tịnh Thất Bồng Lai thì cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi rồi, đã xem rồi, đúng không ạ? Giờ đây thì cơ quan chức năng đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức trong cái thời điểm hiện tại. Trong cái câu chuyện của Tịnh Thất Bồng Lai, có lẽ là phải trả lời cho công chúng biết rõ rất nhiều điều thứ, nhưng bên cạnh đấy cơ quan chức năng còn phải giải quyết những việc khác nữa. Bên cạnh những cái vấn đề mà Đào Kim Lân nêu thì Atam TV thấy rằng là câu chuyện này là một câu chuyện mà có thể nói rằng là Đào Kim Lân đang bất chấp, tức là bất chấp cái gì đó liên quan đến những cái câu chuyện, và ông ta cho rằng là ông ta cho là đúng, đúng không ạ? Ông ta cho là đúng. Trên kênh của Nhật Ký Luật Sư, Đào Kim Lân đã nói cái video này hình như là cách đây khoảng 1 hay 2 hôm gì đó. Hình như là cách đây khoảng 1 hay 2 hôm. Nhưng thôi, Etam TV không quan tâm là 1 hay 2 hôm. Nhưng có lẽ là trên kênh của Đào Kim Lân đã có những cái biểu hiện, là cô chú anh chị và các bạn đã thấy có những cái biểu hiện rằng ông ta đang cảm nhận được những cái điều gì đó đến với mình, nhưng ông ta không thể cản được cái vấn đề đó, và bắt đầu ông ta chơi bài là tất tay. Có nghĩa rằng là câu chuyện như thế này thì chúng ta đã thấy là Đào Kim Lân đang vu khống cho các cơ quan chức năng của huyện Đức Hòa cũng như tỉnh Long An. Bởi lẽ trong câu chuyện đó, riêng về vấn đề 331 thì chúng ta đã thấy là cha con Lê Tùng Vân đến cơ quan chức năng làm loạn và nói những cái điều rất là buồn cười như vậy, mà trên kênh của họ thì cái lượng người theo dõi thì quá lớn. Thời điểm đó bà Cao Thị Cúc và những người trong cha con Lê Tùng Vân, trong gia đình cha con Lê Tùng Vân đã có những lời phát biểu tiêu cực nhắm vào các cơ quan chức năng. Câu hỏi đặt ra ở đây đó là vi phạm rõ ràng, nhưng họ vẫn ngoan cố, và trong một thời gian dài họ vẫn tiếp tục đấu tố với những cái câu chuyện đó và tuyên truyền những cái chính sách cực đoan của Đảng và nhà nước. Họ nói rằng là chính sách của nhà nước là cực đoan đó, chứ không phải là nhà nước không tạo điều kiện cho họ. Nhưng cuối cùng là những cái câu chuyện, những chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước dưới con mắt của những người này là cực đoan, là đàn áp tôn giáo, là không tự do ngôn luận. Nhưng chúng ta hãy nhớ rằng là nếu như để cho họ tự tung tự tác, tự do ngôn luận theo kiểu của cha con Lê Tùng Vân, kiểu của Đào Kim Lân, thì một điều mà Etam TV khẳng định với tất cả cô chú anh chị và các bạn đó là sẽ loạn, loạn hết, không còn một cái gì cả. Ấy thế nhưng Lê Tùng Vân lại nhận được cái sự ủng hộ của Đào Kim Lân. Đào Kim Lân cùng cái nhóm luật sư chuyên đi bào chữa cho những người mà được nói là kịch khung đó. Những nhóm luật sư kịch khung, và họ sẽ chỉ đi bào chữa cho những người đó. Thực ra thì luật sư không có quyền chọn thân chủ, nhưng với cái cách và cái cách làm và cái góc độ nhìn nhận của Đào Kim Lân cũng như những cái thành phần tham gia vào câu chuyện của Tịnh Thất Bồng Lai thì chúng ta đã thấy rõ ràng bản thân họ là những người luôn có cái tư tưởng chống phá hay là chống đối lại các cơ quan chức năng. Nếu chúng ta có cái gì đó chưa hài lòng với cơ quan chức năng, chúng ta có quyền khiếu kiện, khiếu nại, tố cáo. Nhưng nếu như chúng ta đưa quá cái vấn đề đó đi, chúng ta lợi dụng mạng xã hội để chúng ta tuyên truyền phỉ báng và đặc biệt là thách thức cơ quan chức năng, thì tôi thấy là nó không không đúng, và rõ ràng ở đây là nó vi phạm rất là nghiêm trọng. Là một luật sư mà lại lên mạng xã hội thách thức dư luận, thách thức những cái lời nói đó, thì Đào Kim Lân nguyên về tư cách là đã không không đúng rồi nha cô chú chị và các bạn. Còn góc độ luật pháp thì tôi cho rằng là ông ta đang vi phạm và rất nghiêm trọng cái vấn đề liên quan đến 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 câu chuyện của Tịnh Thất Bồng Lai, sẵn sàng tấn công vào câu chuyện của cha mẹ Diễm My và nói người ta thế này thế kia. Mà bản thân Đào Kim Lân cũng đã có những cái đơn của cha mẹ Diễm My rồi. Ông ta là bạn thân hay là đồng nghiệp với Trần Văn Sĩ hay Hàn Ni, đấy là việc của ông ta, đúng không ạ? Cái điều quan trọng nhất là chúng ta đã thấy rằng là Trần Văn Sĩ và là Hàn Ni thì đã bị bắt tạm giam rồi, nhưng Đào Kim Lân thì vẫn nhẩn nhơ bên ngoài và dùng những lời lẽ rất là ghê gớm. Ngày hôm qua thì ông ta ít nói về câu chuyện của Tịnh Thất Bồng Lai, ít nói nhưng không có nghĩa là không nói như cô chú anh chị và các bạn. Và có lẽ ở đây thì cũng sắp đến ngày Đào Kim Lân và phải trả giá cho việc làm của mình. Bởi vì trong cái câu chuyện này thì ông ta không chỉ tấn công vào Giáo hội Phật giáo Việt Nam, những người có chức sắc,
trong giáo hội như Thượng tọa Thích Nhật Từ. Liên quan đến câu chuyện của tỉnh Thất Bồng Lai thì ông ta nhắm thẳng vào các cơ quan chức năng của huyện Đức Hòa cũng như tỉnh Long An, những người có chức sắc và những người mà ông ta cần nhắm trong cái câu chuyện ở đây là liên quan đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An này. Giờ đây thì ông ta đang quy kết rất là nhiều điều và dẫn dắt dư luận theo một cái chiều hướng rất là tiêu cực. Cô chú anh chị và các bạn có thể thấy câu chuyện Diễm My là ông ta lấy ra bôi từ đầu đến đít cho đến tận bây giờ. Và bây giờ thì ông ta lên tiếng thách thức tất cả. Vậy thì những lời này có được xem là những lời khá là nghiêm trọng hay không? Cái này xin nhường lại cho cơ quan chức năng. Và STV chỉ muốn nói cô chú anh chị và các bạn là Đào Kim Lân có thể sẽ đi trong nay mai thôi. Bởi vì có khi nào đó là ông ta cảm nhận được cái sự nguy hiểm đến với mình rồi, nhưng ông ta không ăn năn hối cải mà ông ta muốn bất chấp để làm những việc đó. Thì thôi, hãy để cho ông ta làm. Và nếu như ông ta làm được thì ông ta cũng sẽ phải trả giá rất là đắt, vì cái tội là cái miệng làm hại cái thân. Và đây thì Atan TV cũng hy vọng cô chú anh chị và các bạn sẽ mua những sản phẩm đông trùng hạ thảo, mật ong ngâm đông trùng hạ thảo, rượu đông trùng hạ thảo. Và khi cô chú anh chị và các bạn mua một lạng đông trùng hạ thảo khô trở lên thì cô chú anh chị và các bạn sẽ nhận được một sản phẩm khuyến mại là một chai mật ong ngâm đông trùng hạ thảo hoặc một chai rượu ngâm đông trùng hạ thảo. Xin được cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn. Hãy nhớ là luật pháp không có vùng cấm, và đừng nghĩ rằng là quyền tự do dân chủ là mình muốn nói cái gì thì nói. Chính vì những cái điều này mà ở một số nước phương Tây, một số nước tự do quá, nó trở nên hỗn loạn và xảy ra những cái câu chuyện mà chúng ta đang thấy ở thời điểm hiện tại cũng như trước kia. Hãy cùng với Đảng và Nhà nước, cùng với các cơ quan chức năng của huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cũng như là các cơ quan chức năng của Việt Nam bài trừ và đẩy lùi những cái lời nói xuyên tạc và chống phá nhà nước. Xin được cảm ơn tất cả của chú anh chị và các bạn. Chúc mọi người luôn sức khỏe. Đây là rượu đông trùng hạ thảo rất tốt cho tất cả cô chú chị và các bạn, rất sang chảnh, có đủ loại mẫu mã và chất lượng cho tất cả mọi người. Tuy nhiên rằng chất lượng vẫn được ưu tiên lên hàng đầu. Đây là những sản phẩm Etam TV đã có trên thị trường từ rất lâu. Hãy liên hệ với Etam TV theo số 0348487055, 0985355 để được đặt hàng và hãy đặt hàng theo app. Cảm ơn tất cả.